Em xin chào cả nhà mình nhé. Hiện nay là phiên sáng của ngày 16 tháng 7 năm 2022. Sáng nay vườn Lan Cường Thúy nhà em sẽ lên chia sẻ với các bác rất là nhiều mặt hàng, như là đay châu Thái này, hàng hoa rất là nhiều màu chuẩn hoa Tết. Em xả giá rẻ như chưa bao giờ có cái giá này luôn. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Ngoài ra là em rất là nhiều cô ki đang nụ này, quế lá xếp, giò to, giò bé, giò nhỡ nhàng, các loại giò để em đều có hết nha các bác nhá. Thế các bác cứ inbox vào tin nhắn, em sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Và đây em sẽ tiếp tục thanh lý một số cái mặt hàng đay châu, hàng này hàng VIP nhá các bác nhá. Hàng VIP, hôm nay em sẽ thanh lý giá sập sàn luôn. Giá như kiểu là người ta đã mua 1 tặng 1, đây em có giá này là giá mua 1 tặng 2 đấy các bác nhá. Hơn cả 2 ấy. Hàng nó chỉ hơi lỗi nhẹ xịa nhẹ một xíu thôi. Thế nhưng mà em sẽ thanh lý giá cực yêu thương luôn. Hàng này nó sẽ có rất là nhiều màu. Đây em cho các bác xem mặt hoa bảng màu này. Hồng sắc pháo này, đỏ đốm cánh sen, cam nửa, trắng, hồng, trắng mũi hồng, trắng mũi vàng, rồi đốm có rất là nhiều loại đốm. Đấy. Em sẽ nhặt tương đối màu chính xác cho các bác nhé. Đây sau đầu tiêu tiên em tiếp đến mã gì nhỉ? Mã C21 này. Mã C21 gồm có 2 con, giá 350.000. Đấy, các bác xem ở trước là 401.000 một con với 450 một con. Giờ em bán có 350 hai con. Em cho các bác xem con thứ nhất này. Đấy, tình trạng nhá. Con này xem bao nhiêu cặp lá nào. Đôi 4, 6, 8, 7, 8 cặp lá nhá. 8 cặp lá, đây con thứ nhất đây. Đấy, siêu yêu thương luôn. Cái này là vết nó cọ vào nhà, vết bẩn thế này. Nó cọ vào này, về các bác cậy thế đi nhá. Đấy, cây thứ nhất này. Cây thứ hai đây, của mã C21 đây. Yêu lắm. Đây các bác xem này, có phải là mua 1 tặng 2 không? Đây cái nó chỉ bị một chút đây thôi nhá, bị một chút đây thôi. Mã C21 này. Tiếp đến là mã C22, giá 460.000 hai con này. Con này có quả này đây các bác nhìn này. Đấy. Con thứ nhất đây. Siêu yêu luôn nhá các bác nhá. Siêu yêu luôn. Đấy. Con thứ nhất này. Hàng này hàng to khổng lồ đấy các bác nhá. Con thứ hai đây. Đấy. Con thứ hai đây. Vết này, những cái vết này, vết nó hơi bị cọ vào xước một chút nhá. Đấy. Tiếp đến mã C23. C23 gồm 2 con, giá 470.000. C23 2 con 470.000. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Bao nhiêu cặp lá nào, đôi 4 6 7 cặp lá này. 7-8 cặp lá nhá. Đôi 4, 6, 7, 8 cặp lá này này. To khổng lồ luôn các bác nhá. Đấy, nó chỉ bị một cái vết này. Vận chuyển nó cọ vào nhau nhá. Nó xước ra thôi. Không phải nó xước mà nó thành vết ra thôi chứ không phải xước. Đấy, con thứ nhất này. Siêu yêu luôn. Con thứ hai đây. Con thứ hai đẻ con này nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem con đỏ đẻ này. Đấy, con thứ hai đẻ con rồi. Siêu yêu luôn. Tiếp đến là mã C24. Mã C24 gồm có 2 con 460.000. Con thứ nhất đây. Siêu yêu luôn nhá. Con thứ hai đây. À con thứ nhất đây, quên đấy, em nhầm. Con thứ nhất đây. Con thứ hai đây. Siêu, có bác nhìn thấy xếp đứng chưa, sướng chưa. Đấy. Giá rẻ cực kỳ luôn đấy. Hai con này nhá. Hai con này mã C24 này. Mã C24 giá 460.000 này. Tiếp đến này, mã C25. Hai con này là 440.000 mã C25. Đây nó xếp này. Các bác nhìn xếp này. Đấy. Nó chỉ bị cắt cái đầu lá ở cái lá chân này thôi nhá. Cắt đầu lá ở lá chân này. Lá cực kỳ to nhá. Đầu này nó chỉ xước cái xước chứ không phải lứt nhá các bác nhá. Đấy. Con thứ nhất này. Xếp đứng luôn nhá. Chỉ thiên luôn. Con thứ nhất này. Con thứ hai đây.
Con thứ hai bị vào cái đầu này tí nhá các bác nhá. Con thứ hai đây. Đấy. Đẹp chưa? Cuống hoa cũ đây nhá. Tất cả đều có cuống hoa cũ rồi. Có cái thì nó dài, nó còn dài, nó trôi ra thìa ra ngoài, có cái là nó cụt lủn nhá. Những cái hàng này cực kỳ siêu hoa đây các bác này, nói không sai này. Cái hàng này cực kỳ sai hoa nhá. Năm ngoái nó ra 4 ngồng hoa đây. Đấy. Tiếp đến em lên cái mã C26 này. C26 này hai con này, hai con mít nhá. Hai con mít hồng cánh sen. Con thứ nhất đây, C26 là 420.000. Con thứ nhất này đẻ hai con này. Các bác nhìn này. Đấy. Đẻ hai con. Con thứ hai đây. 420.000 mã C26 này. Tiếp đến mã C27. Mã C27 là hai con này 370.000. Hàng này hàng mít xếp nhá. Con thứ nhất này siêu to nhá, các bác nhìn bản lá này. Các bác nhìn bản lá này. Làm gì ai có ai người ta bán cho hai con này 370.000. Giá gọi là giá tụt quần luôn ý. Này con này nó chỉ bị một cái vết cọ vào đây, vết xước nhá. Con thứ nhất này siêu to khổng lồ này. Con thứ hai này. Đấy. Và em nói không với hàng thối nhá các bác nhá. Tiếp đến là mã C. C này là C28 giá 430.000 hai con này. Siêu mít rụt luôn. Con này nó bị một cái vết ở đầu lá nhá. Đấy. Lỗi vận chuyển này. Con thứ nhất này siêu to khổng lồ luôn. Con thứ hai này. To nặng lắm, bê cũng gọi là gãy cả cổ tay. Hàng này em sẽ bảo hành với các bác là Tết ra hoa nhá. Hàng trồng thuần rồi. Trồng vào cái chậu gỗ thuần rồi về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Tiếp đến mã C. C29 giá 360.000. Hai con mít xếp. Em cho các bác xem con đầu tiên này. Siêu to khổng lồ nhá. Em đo bản lá này, các bác nhìn này. Đấy, siêu to khổng lồ nhá. Có 360.000 hai con thôi, con thứ nhất này. Con thứ hai này. Siêu to luôn. Con này nó bị cái lá này, đầu lá này nó bị xước xước một chút nhá. Đấy. Con thứ hai em quay rất là chi tiết cho các bác xem. Các bác nhìn siêu to khổng lồ chưa? Tiếp đến mã C30. C30 hai con này giá là 380.000. Đây các bác nhìn dễ yêu chưa? Con thứ nhất này. Đấy. Con thứ hai đây. Yêu chưa? Cái này là cái que bẩn nhá, nó không phải bị làm sao đâu. Đấy, con thứ hai này. Tiếp đến mã C31, hai con này là hai con mít 390.000 hai con. Mua 1 tặng 2 tặng 3 đây này. Con thứ nhất đây. Đấy, siêu mít rụt luôn nhá, bản lá cực kỳ to luôn. Các bác nhìn trên ấy vậy chứ ở bên ngoài nó mít rụt luôn. Nó to. To lắm ấy. Đây này em cho các bác xem này. Đấy. Con thứ hai này. Hai con này mã C40. Ô, sao lại đang tự dưng này à, C30 này, C30 này đến C31 là 390.000 nhá. Em nói nhầm vừa xong em nói nhầm. C31 là 390.000 hai con. Em cho các bác xem quà này. Siêu yêu thương luôn ấy. Đấy các bác nhìn này. Yêu không? Quá yêu luôn ấy. Quá rẻ. Giả hạc Pháp hoa Tết nha các bác nhá. Hàng trồng thuần rồi. Trên mỗi một cái bảng này nó sẽ có cái móc treo sẵn. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi nhá. Hàng siêu đẹp luôn. Cây này nó bây giờ mới nó đang mùa phát triển. Nếu mà nó phát triển tối đa chiều dài nó có rơi theo vào khoảng 1,5 m đến 1,5 m nha các bác nhá. Giờ này em nó mới đang phát triển thôi. Em cho các bác xem mặt hoa này. Cái dòng hoa giả hạc Pháp nó là nổi tiếng từ xưa đến nay rồi. Nổi tiếng về tội gì? Hoa nó màu tím đỏ rất đẹp này. Nở chuẩn Tết này. Nở chuẩn Tết này. Đấy, xong hoa cực kỳ thơm luôn. Cực kỳ sai hoa. Các bác nhìn này, sai từ gốc đến ngọn luôn. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một bảng. Nhưng khi các bác mua hai bảng, giá nó chỉ còn là 250.000 hai bảng. Và có một cái điều lưu ý như thế này. Các bác mà lấy cái bảng mà nó ngắn ấy thì nó sẽ nhiều thân. Ví dụ như thế này. Ngắn thì nó sẽ nhiều thân này. Đấy.
Các bác lấy cái bảng mà cây nó mọc dài thì nó sẽ ít thân hơn một xíu. Ví dụ đây. Đấy, các bác nhìn này. Ví dụ đây. Thành ra em thí dụ như các bác lên mua hai bảng này. À, chị ấy cầm hộ em với. Các bác mua lên mua hai bảng về ốp với nhau hai bảng như này em sẽ bán cho các bác là giá là 250.000. Chị cầm cho em hai bảng. Đấy. Ốp vào nhau như thế này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, ốp vào nhau như này. Ốp lưng vào với nhau. Đấy, hai bảng này. Ngược rồi. Đấy, các chị nhìn. Các bác nhìn thấy chưa? Tròn luôn nhá. Tròn luôn, hai bảng 250.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Quá rẻ luôn đấy. Quá rẻ so với một cuộc tình luôn đấy. Các bác nhìn này. Đấy, chưa? Đẹp long lanh luôn. Độc có 150 một bảng đấy, mà hai bảng này 250.000. Nhà em bán combo giá siêu rẻ luôn nhá. Vôi tí Myanmar nha các bác nhá. Hàng này hàng Myanmar, thân nụ béo ngậy luôn. Đẹp không các bác ơi? Đấy, em cho các bác xem này. Mặt hoa này, mặt hoa vôi tím đây nha các bác nhá. Hàng này là hàng giống của Myanmar nhá, giống rừng Myanmar. Được mình về mình trồng lại ở vườn đấy ạ. Một bảng này trung thì bình nó có từ 10 thân trở lên nha các bác nhá. Cái hàng này thì về các bác nếu mà các bác chăm sóc tốt thì có thể nó ra hoa vào dịp Tết âm lịch. Như nhà em đã được hưởng hai Tết rồi đấy. À, các bác cứ tầm được khoảng tháng 11, 12 dương là các bác cắt nước đi. Thì nó sẽ ra hoa được kịp Tết nhá. Một bảng này trung bình này em bán là từ 10 thân trở lên em bán giá là 180.000 một bảng. Nhưng khi các bác mua hai bảng giá là 300.000 hai bảng. Và giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Đây này, ví dụ các bác mua hai bảng như thế này, các bác ốp vào. Đấy, đẹp chưa? Hai bảng giá 300.000 và một bảng là 180.000 một bảng nhá các bác nhá. Thân nụ béo ngậy luôn. Lá xếp mít nhá. Đấy. Quá đẹp luôn. 300.000 hai bảng mà các bác mua một bảng là 180.000. Hàng này em trước khi đóng hàng gửi đi cho các bác, có thể là em cắt nước thì có thể về đến nhà em mới đóng hàng, thì có thể là nó sẽ hơi héo một tí. Thì các bác về các bác để ra cho em được khoảng vài tiếng, các bác tưới vào thì bắt đầu cây nó hồi dần, nó tỉnh lại nha các bác nhá. Và đây là cái lô trầm trắng nha các bác nhá. Thân nụ béo ngậy, thân cực kỳ cứng cáp nha các bác nhá. Đẹp lắm cơ. Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này, mặt hoa trầm trắng nhá. Cánh trắng muốt này. Môi nhung nhá. Đấy. Họng nhung này này. Họng nó như là tuyết, như nhung ý. Đẹp lắm. Đã đẹp lại còn thơm nha các bác nhá. Riêng với cái dòng này cực kỳ sai hoa. Sai hoa từ gốc đến ngọn này các bác nhìn này. Đấy. Hàng này nó hàng trồng thuần rồi. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Nó một chậu nó trung bình nó từ 4 ngọn trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. 150.000 một chậu như này. Nhưng khi các bác mua hai chậu, một chậu nó sẽ có từ 4 thân trở lên nhé các bác nhá. Đây, em xách thì khi các bác mua hai chậu giá nó chỉ còn là 250. 250.000 hai chậu và giá trên chưa bao gồm phí ship. Một chậu của nó trung bình nó có từ 4 ngọn trở lên nhá. Đấy, giá trên chưa bao gồm phí ship, 250.000 hai chậu. Giá cực kỳ rẻ luôn, nhà em bán combo giá rẻ. Có một cái lưu ý như thế này, hàng này hàng thân thòng. Em sẽ cắt nước em đóng đi xa. Khi các bác nhận hàng thì cây nó có thể nó hơi héo một chút. Các bác cứ để ra ngoài tầm 3-4 tiếng trở lên thì các bác tưới nó như kiểu để cho nó thích nghi với thời tiết ấy. Hay các bác tưới nước thì cây nó sẽ hồi, nó tỉnh lại dần dần. Và cái điều nữa là em sẽ bịt băng dính vào gốc cây. Đấy, để tránh vận chuyển, tránh cho nó khỏi long. Thì khi các bác nhận thì các bác sẽ lấy cái kéo hoặc cái dao các bác cắt nhẹ cho em cái băng dính và mình nâng nhẹ nó lên cho nó tránh để nó làm cái đỡ không bị long cái giá thể ra nhá các bác nhá. Đấy, em bán siêu rẻ luôn, 250.000 hai chậu trầm trắng. Xin chào các bác nhá. Hiện nay là phiên sáng của ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại giới thiệu rất là nhiều hàng đẹp. Đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác một giò quế Hòa Bình nhá. Lá to này, siêu to khổng lồ, quay hộ với. Đấy.
siêu to khổng lồ, rất là nhiều ngọn luôn. Các bác nhìn này, vĩ đại không? Ôi. Các bác nào có ưng ý thì sẽ nhắn tin Zalo cho em theo số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Bác nào ở gần đây thì mình có thể đến nhà em theo địa chỉ là ở ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Đấy. Ngoài cái hàng này nhà em còn rất là nhiều hàng độc đẹp lạ, giá rẻ. Các bác cứ inbox cho em sẽ quay trực tiếp báo giá cho các bác. Hôm nay em sẽ phiên ngày hôm nay em sẽ này, con này nó có một ngọn lá nhăn đấy này các bác này. Hôm nay phiên ngày hôm nay em sẽ lên ngoài cái hàng châu thanh lý giá rẻ sập nhà, em sẽ còn rất là nhiều mặt hàng giới thiệu đến các bác. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết vào từng mặt hàng một ạ. Đấy, nhà em còn đây là mới một cái góc vườn nhá, sum xê luôn, rất là nhiều luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Đây này, và đây em cho các bác xem ở trong đây này, toàn quế lá to nhá, lá to rồi lá nhăn, các loại có hết quế rồi coqui nhá. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết báo giá từng mặt hàng một ạ. Em thanh lý tiếp lên cho các bác một mặt hàng nữa, đó là cáo hồng nhá. Hàng này là hàng rừng của Thái nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bông hoa siêu dài luôn. Hoa thì cực kỳ thơm. Hàng này chỉ có ở bên rừng Thái thôi. Được người Thái người ta đem về người ta cấy trồng. Đây này các bác nhìn này, nó là hàng rừng cho nên là chỉ được có cái lá ngọn nó đẹp thôi. Còn cái lá chân này này, nó vẫn còn đang là cái lá hàng rừng, nó vẫn còn rập rạp. Thế các bác mua về thì các bác sẽ tách cho em cái cây nó ra khỏi chậu đi. Để mình ghép sang gỗ hoặc là xem ghép sang cái chậu của mình nó đẹp hơn. Cây nó phát triển hơn, nó đẻ được nhiều con. Hàng này trước em bán là 150.000 một chậu. Nhưng hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá cực yêu luôn. 250.000 ba chậu. Và giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Một chậu trung bình nó có từ 3-4 cây trở lên. Đây các bác ơi, cái này nó, cái hàng này này, hàng lá chân này này, nó vẫn còn xấu này, nhưng mà lá ngọn này mình trồng ở, lá này gọi là lá nhà nhá, lá nhà. Còn cái lá chân gọi là lá rừng nhá. Đây lá nhà này, về mình trồng nó cực kỳ bóng mượt. Mình chỉ cần mình lấy giống, lấy mặt hoa thôi. Giá là quá rẻ luôn, 250.000 ba em nhá. Và giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship vào. Đấy. Một chậu nó trung bình nó có từ 3 thân trở lên nhá. Em hôm nay trước là bán 150.000 một chậu đấy. Hôm nay em thanh lý có 250.000 ba chậu. Em còn một ít cái hàng vũ nữ da beo nhá. Hôm nay em sẽ thanh lý đến cho các bác. Giá cực kỳ yêu luôn. Nói về cái hàng vũ nữ này, các bác ơi, hoa gọi là siêu bền luôn nhá. Em cho các bác xem này, mặt hoa thực tế đây, cái giò này là giò cây to nhà em nhá. 2 tháng rồi, hoa nở 2 tháng rồi chưa tàn nhá. Em buôn bán này em không thích nói dối. Đây, em nói rất là đúng luôn. 2 tháng rồi bông hoa là chưa tàn. Mặt hoa nhá, đúng như da con beo luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Hương thơm nhá các bác nhá. Hương thơm. Đấy, đây là cây to nhá. Còn đây hôm nay em thanh lý cái hàng này. Đây, nó cũng đang có nụ có hoa rồi nhá các bác nhá. Đang có hoa rồi, hoa nó mới hé nở. Đấy. Trước đây em bán 150.000 một chậu, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá là 250.000 bốn chậu và giá trên chưa bao gồm phí ship. Mọi người mua thì về có thể là mình chơi hoa xong rồi mình cắt hết đi. Đây này, hoa nó cứ ra hết đợt này đến đợt khác. Đợt này là nứa này, đợt trong năm nay là cái đợt này là đợt thứ hai của cái dòng này thì các bác nhá. Lần thứ hai rồi. Đấy em cũng lại nói nữa là đây này, các bác ơi cứ chơi hết thì nó bắt đầu mầm non nó lên để các bác mua thẻ về mấy chậu về mình ghép thành một cái chậu lớn. 250.000 bốn chậu nha các bác nhá. Hoa đỏ đợt này là đợt thứ hai của trong năm nay nha các bác nhá, trong vụ này nhá. Giá cực kỳ yêu luôn. Đấy. Đây này cái chậu lớn nhà em đây này, hoa nở 2 tháng rồi chưa tàn nhé, chưa hề có dấu hiệu tàn nhé các bác nhé. 2 tháng rồi, hoàng hậu da beo nhé. 250.000 bốn em và giá trên chưa bao gồm phí ship. Khi các bác nuôi lớn lên này, cây nó sẽ
đạt chiều cao nó sẽ đạt như thế này và nó sẽ lên rất là nhiều mầm. Đây này, cả cái cây này các bác đang mua, em đang giới thiệu với các bác cũng lên rất là nhiều mầm luôn nhé các bác nhá. Rất là nhiều mầm luôn. Mầm này, cái trời hoa tàn thì nó mầm như các bác nhá.